Chào các bạn, chào bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn một cái nút chơi game hay còn gọi là joystick mobile. Đây, trên tay mình đây là cái joystick mobile. Thì sản phẩm này nó gồm 3 phần này. Phần thứ nhất là một cái mút dùng để gắn chặt vào màn hình và cái phần tiếp xúc để truyền cái cảm ứng xuống. Và đây, phần ở trên cùng hình tròn tròn trông khá là hấp dẫn. Hay mình tạm gọi đây là cái núm này. Đây, để cầm và điều khiển. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm trên một số game. Đầu tiên mình sẽ trải nghiệm trên Alpha 8. Đây, mình sử dụng con iPhone 5 đây để chơi Alpha 8 này. Thì ở cái game này bạn chọn chế độ điều khiển bằng tay thì mới có thể chơi được. Các bạn chờ mình một lát. Thì cái joystick này ở đây mình có một số màu này, màu hồng này, màu tím này, đây màu tím, và đây nữa là màu vàng. Trông đẹp quá. Đây các bạn cắm luôn này. Đó. Đây khá là nhạy. Cảm giác. Mình chơi game cũng không giỏi nên là toàn đập vào tường thôi. Khá là hay. Tạm dừng tại đây. Mình sẽ chuyển qua một cái game mà khá nổi tiếng bây giờ. Đó là này. Bây giờ mình sẽ chơi game đây này, Liên Quân Mobile. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái nút soi tích màu này, màu vàng. Đấy. Ok, thì mình đã vào được game. Các bạn cắm vào đây. Đây. Ok, bắt đầu đi. Khá là nhạy. Cảm giác thật tay hơn và bảo vệ màn hình luôn. À, có quân đây rồi. Ai, ai, ai. Quân. Quân choáng rồi. Mày chết này. Ôi. Thôi sao. Rồi. Thì các bạn đã thấy cái nút này chơi ở game này khá là nhạy này. Đó. Rồi. Rồi, mình sẽ thoát ra. Đây, các bạn thấy này, quay tứ phía. Khá là nhạy luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ chơi một cái game. Đây. Game con rắn này. Ủa.
mày đâm vào bố. Mày chết này. Mày chết này. Đây đây đây. Đó các bạn là mình quay điện thoại. Đó. Ôi rồi, chết rồi. Ok, thì các bạn thấy mình vừa chơi game bằng cái nút joystick ở đây. Trông khá là mượt. Rồi. Thì trên đây mình vừa trải nghiệm chơi game trên mobile bằng cái joystick này. Thì sau quá trình sử dụng mình cũng thấy nó có một cái thêm một cái ứng dụng nữa dành cho các cái thợ sửa điện thoại ấy. Tức là để bóc cái màn hình lên. Các bạn thấy không? Nó khá là cái độ hút của nó khá là khỏe. Đấy. Và thêm một cái chức năng nữa. Đây. Chức năng này thì mình cũng thấy khá là hay và dùng để đấy, để điện thoại xuống. Đó. Rồi kê điện thoại luôn. Một cái nhỉ. Đây. Để theo chiều này. Các bạn thấy này. Đó. Hay là cầm như này nhỉ. Ok. Đây. Các bạn có thể làm nó thành cái kệ để điện thoại. Rồi, thì cái video giới thiệu và trải nghiệm về cái joystick mobile của mình đây là kết thúc. Thì cái này khá là hay đấy. Các bạn mua về trải nghiệm xem nhé. Rồi.